chào tất cả các chị em, và Phương lại quay trở lại rồi đây. Dành cho những ai mà chưa biết Phương là ai thì Phương xin tự giới thiệu nhé. Phương chính là đại diện hình ảnh của Mega Fashion trong thời gian tới, và sẽ đồng hành cùng tất cả các khách hàng của Mega Fashion để có thể review cho mọi người những bộ trang phục hot hit nhất tại Mega Fashion. Và đương nhiên là sẽ cho mọi người chân thực nhất, những cái hình ảnh, những cái video chân thực nhất về chất liệu này và kiểu dáng của những em nó rồi, để cho mọi người cảm thấy tin tưởng hơn. Mọi người sẽ không lo rằng là ảnh với cả bên ngoài nó sẽ khác nhau nữa. Và Phương đang mặc một cái mẫu gọi là mẫu váy cực kỳ nổi bật. Và mẫu váy này Phương nghĩ rất là nhiều các chị em thích, bởi vì nó sẽ giúp các chị em che được rất là nhiều khuyết điểm trên cơ thể. Nó là dạng kín mà. À, em này thì có chất liệu là lụa voan. Chất liệu lụa voan mà nó kiểu hơi thiên hướng sơ mi á, nhưng mà nó là sơ mi dài, kiểu như là nó sẽ dễ dàng cho chúng ta mặc được đi làm này. Nó không chỉ là mặc đi chơi, đi ăn uống đi, hay là hàng ngày, cuộc sống hàng ngày, mà nó có giúp chúng ta mặc đi làm được, bởi vì nó là cổ dạng sơ mi mọi người ạ. Dạng cổ Đức nhá, dạng cổ Đức phối với vải voan này. Dạng cổ thì là dạng cổ có màu xanh này, hai lớp rất là chắc chắn, nhìn giống như một chiếc sơ mi vậy đó. Nó phối với cả phần tay luôn, có hai cái cúc rất là xinh như thế này. Nó là dạng tay dài nha mọi người, tay dài. Nhưng mà mặc tay dài thì nhìn sẽ hơi lồn, nên là chúng ta sẽ kéo lên một chút cho nhìn nó thoáng tay. Đó, rất là xinh nhá. Em này thì ở phần rìa này có một chút gọi là cách điệu, tức là nó là phần hơi là xẻ tà một chút ấy, chứ nó không phải là dạng nó đều tà. Thì nhìn chúng ta sẽ thời trang, và nhìn nó, cái chân của chúng ta sẽ nhỏ hơn, thon hơn. Họa tiết là họa tiết dọc thì nhìn chúng ta cũng sẽ gầy hơn một vài cân nữa. Đó, nó có phần đai này. Đó, phần đai buộc cái như này, có một cái dây buộc đai. Nếu mà chúng ta kiểu như là chúng ta không muốn buộc đai thì có thể bỏ ra, nó cũng sẽ suông xuống cũng được. Còn thường là mọi người sẽ buộc đai để nhìn chúng ta có vòng hai nhỏ hơn. Đấy, em này thì cũng có đủ size cho mọi người lựa chọn. Những ai mà dưới 50kg thì sẽ mặc size S. Từ 50kg đến 55kg thì sẽ mặc size M. Từ 55kg đến 60kg thì sẽ mặc size L. Và trên 60kg thì sẽ mặc XL nhá. Em này rất là hiện đại rồi. Em này sẽ dành cho những ai tầm từ khoảng 25 tuổi cho đến 40 tuổi mặc vẫn rất là đẹp, bởi vì là nó là dạng dáng suông, nó không ôm vào một cái phần nào trên cơ thể cả. Nó cũng chẳng ôm vào mông, cũng chẳng ôm vào ngực. Nó sẽ giúp cho chúng ta dễ mặc hơn. Không phải là bình thường mọi người sẽ sợ là những cái mẫu váy hơi thời trang thì chỉ có những người mà có dáng đẹp mới mặc được thôi ấy. Thì em này nó là dạng suông hầu hết tất cả các bộ phận luôn. Ví dụ như cái phần ngực này này, nó là dạng rúm, nó là dạng kiểu thụng ấy, nên là chúng ta sẽ nó sẽ không bị lộ này. Phần bụng thì là chiết eo rồi, không phải lo rồi. Phần mông thì cũng là dạng suông luôn. Đó. Có thể phối với một chiếc túi clutch như thế này, màu đen rất là đẹp nhá. Không thì mọi người có thể phối với những cái túi đeo vai rất là đẹp, hoặc là túi xách tay. Chúng ta không nên lựa chọn những túi đeo chéo nha, nó sẽ không phù hợp.